Xin chào các bạn quay lại video mới trong Lâm Shop nha. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái màu tem mới của Phương Pháp Ego E9. Mình sẽ nói sơ về một xíu về thương hiệu Ego nha các bạn. Ego là một trong những cái thương hiệu đặt gia công tại nhà máy của Yohi và do công ty quốc tế BVI nhập khẩu về Việt Nam của mình và được kiểm định chất lượng rất là tốt nha các bạn. Ở sau cái nón bảo hiểm nó sẽ có một cái mã Vitech. Đây là trung tâm kiểm định đã kiểm định cái chất lượng và cái nón này rồi nha các bạn. Thành ra khi các bạn sử dụng nón bạn yên tâm nha các bạn. Thì cái nón này có một cái gì đặc biệt để mình làm video clip cho các bạn xem. Thì cái đặc biệt của cái nón này là nó có thể biến từ cái nón full face thành một cái nón 3/4 cho các bạn. Thấy rất là tiện không? Khi các bạn sử dụng nón full face các bạn cảm thấy rất khó chịu, ngột ngạt thì cái nón này nó giải quyết được cái vấn đề đó. Bạn có thể lặt hàm lên được, có thể nói chuyện được, có thể là nghe điện thoại được, có thể hút thuốc được, rất là tiện các bạn. À, thành ra khi mà cái nón này á, cửa hàng của mình bán rất là chạy cho những anh chị trong mô tô Đà Nẵng, những anh chị dẫn đoàn rock show, những anh chị mà dẫn đoàn xe đạp đồ á, thì anh chị mua rất là nhiều. Không phải là những anh chị đó thiếu tiền mà các anh chị đó mua những cái nón rẻ tiền như vậy, vì cái nón này nó rất là tiện lợi và nó có đầy đủ cái size. Thành ra những anh chị đã lựa chọn những cái nón này để đi rock show, dẫn đoàn ngắn, chạy không quá nhanh, thì những anh chị đó lựa chọn những cái nón này rất là tiện nha các bạn. Và thông qua video clip này thì mình cũng cảm ơn anh chị trong mô tô Đà Nẵng đã ủng hộ trong Lâm Shop 30-40 cái nón Ego 9 này màu trắng nha các bạn. Những cái nón này đang bán rất là nhiều cho những anh chị đó. Thành ra mình thông qua video clip này mình cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều, rất là nhiều đó. Quay lại nha các bạn. Thì cái nón Ego 9 này á, thì hồi trước giờ cửa hàng của mình á, đa số là màu tâm chủ đạo là vẫn là màu đen bóng và cái màu trắng đen là hai cái màu đã bán rất là nhiều tại cửa hàng của mình. Thì đến thời điểm bây giờ thì hãng mới cho ra mắt thêm hai cái màu rất là đẹp các bạn. Cái màu đây là màu đen cam và cái lượng màu cam nó chỉ chiếm 40% so với cái nón các bạn, 40%. Thành ra cái nón đen nó vẫn phô chủ đạo ra, giúp cho cái người đội cảm thấy nó không quá nổi bật, không quá sặc sỡ. Thành ra rất là nhiều bạn trẻ xu hướng thì vẫn thích cái kiểu dáng như này và thích cái màu sắc như này hơn. Và cái màu đen xanh nó cũng giống như màu đen cam các bạn, để thêm có sự lựa chọn cho các bạn lựa chọn. Thì nhắc lại, cửa hàng của mình đang có 4 cái màu: màu đen bóng, màu trắng đen, màu đen cam và màu đen xanh. Đó, 4 màu để cho các bạn lựa. Thì cái nón lắc hàm này nó cũng giống như cái nón Yohi 938 nha các bạn. Bữa trước mình đã làm một clip á, giới thiệu về cái nón lắc hàm á, thì nó cũng giống, nó cũng có phần khóa hàm các bạn, đầy đủ những tính năng nó hết. Vì cái thương hiệu này mới, thành ra giá thành của nó không có cao bằng cái Yohi các bạn. Và cái sản phẩm này là sản phẩm hai kính nha các bạn. Mình lật cho bạn coi này, hai kính này. Đó, hai kính. Rất là hiện đại, rất là đẹp nha các bạn. Đó. Và mình sẽ đổi thử cho các bạn xem luôn này. Đó, rất là thoải mái, rất là êm. Đó, đặt xuống này. Và các bạn gỡ lên này. Đó, rất là tiện. Mình có thể là khóa được cái phần hàm lại cho không nó chạy xuống, không bị sụp xịt nha các bạn. Và mình lật cái kính lên này. Đó, ok không? Thành ra cái sản phẩm này nói về hiện đại thì nó là một trong những cái sản phẩm nón phương phay lặt hàm hiện đại nhất bây giờ. Và cái giá thành nó rẻ nữa, thành ra rất là nhiều anh em biker ủng hộ. Và cái sản phẩm này giá tiền của nó chỉ tầm khoảng là 980.000, rất là hợp lý nha các bạn. Và các bạn khi mua sản phẩm Ego 9 này cửa hàng của mình thì bên cửa hàng của mình sẽ tặng cho các bạn một cái chùm đầu liên gia và sẽ có những cái phần quà khuyến mãi tùy theo từng tháng các bạn. Thì các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể là xem qua Facebook của shop hoặc là website của shop X35Shop các bạn, để theo dõi những cái chương trình hàng tháng cửa hàng của mình. Các bạn nào thấy hay thì các bạn nhớ ủng hộ X35Shop để mình làm ra nhiều video khác bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.